Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử ông Văn Hữu Chiến. Ông Văn Hữu Chiến sinh năm 1954 là một chính khách của Việt Nam. Ông nguyên là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Văn Hữu Chiến sinh năm 1954, quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nhưng tập kết ra Bắc rồi về quê vào năm 1975, trình độ kỹ sư cầu đường. Văn Hữu Chiến đã từng giữ các chức vụ trưởng ban quản lý dự án QL14B, giám đốc Sở Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng. Thôi kiêm nhiệm chức vụ này từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 30 tháng 9 năm 2011, tại hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa 20 đã bầu ông Văn Hữu Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2004-2011, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2010-2015. Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2011, tại kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, phiên họp bất thường thì đã bầu ông Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu 45 trên 49 phiếu, đạt tỷ lệ 91,83%. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, ông Văn Hữu Chiến đã nghỉ hưu theo chế độ. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2015, tại đại hội lần thứ 5 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp hội. Bị khởi tố. Ngày 17 tháng 4 năm 2018, ông Văn Hữu Chiến đã bị khởi tố và cho phép tại ngoại để điều tra về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015. Liên quan đến vụ án Vũ Nhôm, cụ thể liên quan đến dự án Đa Phước, ngày 17 tháng 1 năm 2013, Thanh tra Chính phủ đã công khai thông báo với kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc sử dụng đất đai với thất thoát được chỉ ra trên 43.400 tỷ đồng. Riêng khu đất 29 hectare thuộc dự án sân golf Đa Phước giao cho công ty cổ phần 79 thì thấp hơn giá thành phố quy định, làm lợi cho công ty cổ phần 79 là hơn 570 tỷ đồng. Mới đây thì hai cựu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là Văn Hữu Chiến và Nguyễn Ngọc Tuấn đã bị đề nghị khai trừ ra khỏi đảng liên quan đến sai phạm vụ thâu tóm nhà đất cộng sản. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vừa phát hành thông cáo kỳ họp thứ 48 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9. Tại kỳ họp này, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng do đã có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 4 người gồm ông Văn Hữu Chiến, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; và ông Đào Tấn Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng. Trước đó, giữa tháng 5, thì Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng với nhiều bị can, trong đó có hai cựu lãnh đạo Đà Nẵng cùng với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Theo bản án phúc thẩm, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã bị tạm giam. Để bảo đảm thi hành án, ông đã bị tuyên 10 năm tù cho hai tội danh: vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm. Cùng tội danh, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng đã nhận mức án 5 năm tù. Bản án đã nhận định khi còn trên cương vị Phó Chủ tịch Đà Nẵng 2006-2011,
ông Văn Hữu Chiến đã đồng phạm giúp sức cho ông Trần Văn Bình, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, đã trong việc ký các văn bản chuyển nhượng các nhà, đất công sản, dự án bất động sản trái quy định. Cụ thể thì 19 nhà đất công sản đã được chuyển nhượng sai và tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, trục lợi 15 số này, gây thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra thì ông Chiến còn sai phạm tại dự án 29 hectare khu đô thị quốc tế Đà Phước khi ký quyết định giao đất cho công ty của Vũ Nhôm không qua đấu giá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.